Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cái cách để cài đặt camera UC ha. Đầu tiên thì mình vào ứng dụng UC. Bấm cái dấu cộng nè ha. Thêm nó vào. Thêm thiết bị mới. Ta sử dụng cái ở phía trên nè, Fast Networking nè. Rồi. Tiếp nghe thấy tiếng đu đu. Rồi, nhập tên, địa chỉ Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi vào. Rồi, như vậy thì mình thấy nó hiện ra cái thiết bị của mình nè ha. GWAB18696775. Thì mình xem ở phía dưới của cái thiết bị của mình á, nó có ghi cái ID á, thì nó y chang như cái số đó là đúng rồi ha. Tiếp theo mình chọn vào nó, chọn vào cái dòng số đó đó. Rồi, nghe gợi ý thiết bị đã trực tiếp ha, mình cứ đợi. Rồi, mình nghe một cái tiếng tít ở trên cái camera, như vậy là nó đã kết nối xong rồi đó. Tiếp theo mình đợi nó kết nối với điện thoại mình nữa là xong. Tiếp theo mình đặt tên cho nó ha, mình có thể đặt tên nó là camera 1 đi. Rồi. Xong. Xác nhận kiểm tra thiết bị của tôi. Như vậy là mình đã thiết lập xong rồi ha. Tiếp theo là mình có thể, đây là chất lượng hình ảnh đang là SD, mình chọn chất lượng hình ảnh là HD cho nó rõ hơn. Thì trên cái camera UC này thì mình có thể mình biết được là có bao nhiêu người đang cùng xem với mình. Hiện tại thì cái camera mình này mình tự mình kết nối cho nên là chỉ có mình xem thôi ha. Rồi mình có thể mở rộng ra. Đó. Kéo qua trái, qua phải nè ha. Lên xuống rồi ha. Rồi. Đó. Rồi có thể cài đặt nè ha. Đó. Cài đặt thời gian cho thiết bị của mình. Bây giờ mình đang ở cái múi giờ số 7 ha, thì mình chọn số 7. Còn này mình không quan tâm tới này lắm. Cài đặt ngày giờ ở đây thì nó tự động cập nhật ngày giờ rồi. Rồi, có thể thiết lập cảnh báo nè ha. Mình chọn là tiếp nhận cảnh báo nè. Rồi, bộ rung nè. Thì mình chọn ví dụ như khi mà có cái chuyển động ở phía trước nó thì nó rung trong 3 phút. Chọn giờ chuyển động. Ha. Mình chờ giờ chuyển động này mình có thể chờ ở mức độ thấp đến mức độ cao tùy bạn. Người chọn giờ mức độ cao đi ha. Rồi, như vậy là mình thiết lập cái đó xong. Rồi. Còn thí dụ như bây giờ mình không muốn theo dõi thiết bị đó nữa, mình bấm gỡ thiết bị. Rồi, cơ bản mình hướng dẫn như vậy thôi ha. Mọi chi tiết thì các bạn xin liên hệ đến phòng ở số điện thoại 0977788536 để được hướng dẫn chi tiết. Chào các bạn ha.